trong lòng đầy bao nhiêu nỗi lo. Lục cả kho, Út vội lấy gói mì gói, dắt xe ra đường tìm ngay em bán xăng. Chỉ cần bơm qua thôi, anh không cần bơm đầy bình. Bỗng đi đường giật mình khi tin nhắn kêu, à thì ra hôm nay ngân hàng lại thu tiền lãi. Phóng một đoạn thấy cuộc gọi nhưng không dám nghe, à thì ra hôm nay bà chủ dục đóng tiền nhà. À này là cuối tháng đó mà, đúng là cuối tháng đó, lương ở đâu đến nay vẫn chưa thấy về. Tìm về phòng kế toán à, ngồi thân thờ suy nghĩ à, lương tháng nay của em sẽ về cùng tháng sau. Chết cha. Đường ơi em ở đâu, đường ơi cuối tháng rồi, đường ơi không có tiền là chết tôi à. Đường ơi mau về đây đi em ơi, cuối tháng rồi, đường ơi em hết tiền rồi sếp ơi. Đường ơi em ở đâu, đường ơi cuối tháng rồi, đường ơi không có tiền là chết tôi à. Đường ơi mau về đây đi em ơi, cuối tháng rồi, đường ơi em hết tiền rồi sếp ơi. Dậy trong lòng đầy bao nhiêu nỗi lo, lục cả kho, Út vội lấy gói mì gói, dắt xe ra đường tìm ngay em bán xăng. Chỉ cần bơm qua thôi, anh không cần bơm đầy bình. À này là cuối tháng đó mà, đúng là cuối tháng đó, lương ở đâu đến nay vẫn chưa thấy về. Tìm về phòng kế toán à, ngồi thân thờ suy nghĩ à, lương tháng nay của em sẽ về cùng tháng sau. Tiền nước tiền ga bao tiền em còn phải đóng, tiền điện tiền nước tiền xăng bao khoản em phải chi tiêu, tiền gửi về quê nuôi cha mẹ, tiền nuôi đàn em đang đi học, bao lần uống nước bố em trả, nhưng nếu em còn tiếp diễn hàng khác trả hộ bố em. Đường ơi em ở đâu, đường ơi cuối tháng rồi, đường ơi không có tiền là chết tôi à. Đường ơi mau về đây đi em ơi, cuối tháng rồi, đường ơi em hết tiền rồi sếp ơi. Đường ơi em ở đâu, đường ơi cuối tháng rồi, đường ơi không có tiền là chết tôi à. Đường ơi mau về đây đi em ơi, cuối tháng rồi, đường ơi em hết tiền rồi sếp ơi. Đường ơi cuối tháng rồi chết tôi. Đường ơi cuối tháng rồi sếp ơi. Đường ơi cuối tháng rồi chết tôi.